Liên quan đến sự việc giảng viên phê bình thiếu tế nhị, trường cao đẳng FPT nối lại hợp đồng. Mới đây, đại diện trường phổ thông cao đẳng FPT thành phố Hồ Chí Minh cho biết quyết định chấm dứt hợp đồng trước đó với giảng viên trong vụ phê bình thiếu tế nhị sinh viên trong nhóm lớp là nóng vội, thiếu tính học thuật. Chiều ngày 3 tháng 9, lãnh đạo trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin mới nhất về sự việc nhà trường và giảng viên LVMD thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2024. Theo đó, sau khi có kết quả xử lý vụ việc trên, hiệu trưởng trường cao đẳng FPT Polytechnic đã nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trước đó theo thỏa thuận giữa nhà trường và giảng viên là nóng vội, chưa đáp ứng cơ sở pháp lý, đồng thời thiếu tính học thuật. Sáng cùng ngày, Ban giám hiệu FPT Polytechnic cùng lãnh đạo phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, làm việc với giảng viên LVMD. Sau khi trao đổi, xem xét sự việc cùng nguyện vọng cá nhân của giảng viên, các bên liên quan đã đi đến thống nhất về việc giảng viên LVMD sẽ tiếp tục tham gia giảng dạy tại trường. Về phía sinh viên và phụ huynh, nhà trường sẽ phối hợp giải quyết theo nguyện vọng của gia đình để sinh viên sớm ổn định tâm lý, đạt kết quả học tập tốt nhất.